Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh của Tài Miễn Phí. Nếu các bạn đang dùng cái tài khoản ngân hàng và muốn mở những cái tài khoản ngân hàng số đẹp như này, như này, như này, như này, nhưng mà chưa biết cách làm như thế nào á, thì trong video ngày hôm nay, Tài Miễn Phí sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình có thể đăng ký mở một cái tài khoản MVBank số đẹp theo sở thích nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái app MVBank lên cho mình nha. Trong trường hợp nếu các bạn chưa có app MVBank này á, thì các bạn có thể kéo xuống phần bình luận hoặc là mô tả của video thì mình sẽ để một cái đường link video mà hướng dẫn chi tiết cách mở cái tài khoản MVBank online nha. Thì lúc các bạn mở mới sẽ được tặng 30k tiền mặt nha. Đấy. Thì sau khi các bạn mở cái app MVBank lên thì các bạn thực hiện theo video này nha. Sau đó thì các bạn tiến hành đăng nhập cái app MVBank nha. Thì sau khi các bạn đăng nhập vào cái app MVBank thì các bạn sẽ chọn vào cái mục tiện ích nha. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống và chọn vào cái mục đó là chọn tài khoản số đẹp nha. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái mục đó là tài khoản theo sở thích nha. Thì bây giờ mình sẽ điền cái dãy số mình mong muốn vào đây nha. Chẳng hạn thì mình sẽ điền 669 nha để mà tìm cái số đẹp nha. Sau đó mình nhấn tiếp tục để mà tìm nha. Tại đây thì các bạn có thể chọn cái dạng là 14 số, 13 số, 12 số hay là 11, 10 số cũng được nha. Cái này là tùy các bạn nha. Đấy. Nhưng mình thấy cái giá tiền hơi cao thì mình sẽ chọn một cái dãy số khác nha. Bây giờ thì mình sẽ đổi lại cái dãy số này thành cái số năm sinh hoặc cái số mình ưa thích nha. Đấy. Thì mình sẽ nhấn tiếp tục để mà tìm nha. Thì tại đây thì mình sẽ chọn cái tài khoản nói chỉ số để mà dễ nhớ nha. Hiện tại thì 14 số thì nó đang là 500 ngàn này, 12 số là 1 triệu này. Thì mình đã tìm được cái số mình thích rồi, là số 0777 1993 777. Đấy. Thì sau khi tích vào thì mình nhấn tiếp tục nha. Thì cái mã giới thiệu này thì các bạn có thể nhập hoặc bỏ qua đều được nha. Đây. Mình thì mình sẽ nhập một và tấm M 1.2 vào đây. Sau đó thì mình nhấn tiếp tục. Bây giờ cái phí để mà mở tài khoản số đẹp này nó đánh 1 triệu mốc lận. Nhưng mà nếu các bạn mua tài khoản của mình thì mình sẽ đưa cho các bạn một cái mã giảm giá. Thì cái phí nó sẽ rất là thấp nha. Đấy. Nó còn vài chục, vài trăm thôi, tùy theo cái số mà các bạn lựa chọn nha. Đấy. Thì mình sẽ nhập cái mã vào đây. Thì sau khi mình nhập cái mã giảm giá thì nó đã về 0 đồng rồi. Thì mình sẽ chọn cái mục đó là đồng ý mở thêm tài khoản thanh toán và tôi đồng ý với các điều khoản điều kiện nha. Đấy. Sau đó thì các bạn nhấn tiếp tục nha. Bạn chọn vào xác nhận để mà xác nhận thông tin nha. Sau đó thì các bạn sẽ điền cái mật khẩu OTP mà các bạn đã tạo vào đây nha. Rồi, nhấn tiếp tục. Rồi, nhấn hoàn thành. Ok, như vậy thì mình đã mở thành công cái tài khoản số đẹp MVBank theo cái sở thích. Nếu các bạn có nhu cầu mở một cái tài khoản số đẹp cho mình thì các bạn liên hệ với mình để mua với cái giá nó rẻ hơn nha. Chứ còn đồng áp thì từ vài chục triệu nó quá nhiều đi. Còn mua của mình thì nó còn vài chục, vài trăm ngàn thôi. Rất là rẻ nha. Đấy. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.